Đây bề ngoài bề trên tương nó đẹp, con Hitachi cổ nha, 19 năm rồi. Đó nè, xì khói nè, hai quý khách nè, ở xa xa quý khách thấy xì khói không nè, đó. Mấy con cổ bền như con trâu. Đây gòn chỉ là không xì nha, đó. Nguyên zin nguyên bản nha, cổ thì cổ nha, cái giá cổ của nó nha quý khách nè. Nó này ướt camera nè. Đó, thấy không? Ngoại hình thôi trên đẹp, ngoài này thì hơi xấu xấu, giống như bằng thiếc bằng tôn nhà xưa, nó hơi dập dập nhẹ, nó không bị thâm á, dẫn mình thì kêu là bị thâm á. Máy móc là cam kết nguyên zin nguyên bản hết ha. Đây xèo sâu xèo xèo luôn. Bạn này là nồi cơm Hitachi 1 lít áp suất ha, ngoại hình thì còn tương đối, máy móc là cam kết nguyên zin, bao chín cơm nha, bền siêu bền. Hitachi này thường thường cái mẫu nó không được đẹp nhưng mà được cái nó bền. Bạn này sẽ bán giá công khai là 350.000, ship 40.000 toàn quốc. Đó, quý khách cô chú anh chị em nào mà chưa dùng thử nồi cơm Nhật thì cảm nhận mua thử giùm em một cái ha. 2004 tới giờ nè, 19 năm nè, 1 lít nè, IH nè, điện 100V, 1400W nè, đầy đủ ha. Nói chung còn chịu đói đó. Cơm ngon, mềm, dẻo, thơm, chuẩn nha. Gạo trắng nè. Cái này nấu, cái này tắt nè. Con này thì mười mấy, 19 năm rồi nên nó không còn pin xe mốt nữa. Pin xe mốt là gì? Em tắt nè ha, em tắt nè. Tức là bình thường mình ghim điện vô nó để chiếc là O, H ha. Quý khách bấm nút này một cái rồi nấu bình thường ha, lúc này là lúc nấu, lần đầu tiên ghim điện thôi, còn nếu tỷ mà nó có ký hiệu gì rồi thì quý khách cứ nhấn lúc này là nấu thôi ha, không cần làm gì hết. Nếu tỷ nó không có mấy cái giống chữ chữ nồi cơm này nọ thì quý khách hãy bấm chữ này rồi đó. Cái này là menu chỉnh nè, nó nhanh nó chậm nó mềm nó gì đó, đồ thiết có nấu cho ha. Mà mỗi lần mình tắt là trở về mặc định chỗ cũ của nhà sản xuất nè. Cái này là chế độ hâm, hâm không xài tới. Cái này là hâm 1 tiếng, 2 tiếng vậy nè. Nói chung là đơn giản nhất là lúc này là nấu. Cái này là tắt. Cái này là menu. Hình như này nấu nhanh. Rồi quý khách cô chú anh chị em lưu ý giùm em nha. Bạn này là điện 100V. Xài ổ áp 2kg giùm em. Không dùng điện 220 Việt Nam mình nha. Lưu ý giùm em. Rồi quý khách cô chú anh chị em nào mà thật sự muốn mua dùng xài thử cảm nhận cơm Nhật như thế nào, nấu cơm ngon như thế nào ha, thì liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Cái son này mình có thể nấu bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại được ha. Cái son Hitachi này được cái là nó có hai cái tay cầm cái bên nè, nó rất là tiện, mình làm nồi súp luôn, lấy nắp kia mình đậy lại, làm nồi, làm cái chảo, cái nồi cũng được đó. Hay lắm. Cái lớp son nó quý khách thấy không nè, thấy không? Nước nó đi xuống trần không, nó không dính lại không, rất là hay nha. Rồi quý khách của chú anh chị em nào mà thật sự thì mua dùng xài thì liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.